Thưa quý vị, mới đây một nhóm kỹ sư tin học đã nghiên cứu chế tạo thành công vòng đeo tay cũng như là các phần mềm giúp nâng cao hiệu quả trong quản lý cách ly. Việc áp dụng công nghệ được xem là phương pháp hữu hiệu để giúp giảm tải khối lượng công việc cho không ít cán bộ phòng chống dịch. Trước đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có những thông điệp kêu gọi các đơn vị công nghệ thông tin trong nước nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm các thiết bị công nghệ nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Chiếc vòng đeo tay có thiết kế nhỏ gọn, chống nước, được kết nối với hệ thống quản lý cách ly bằng Internet hoặc thiết bị thu phát tín hiệu, có thể giám sát người cách ly 24/24. Nguyên lý của sản phẩm này thì là sử dụng kết nối của Bluetooth. Thì Bluetooth nó sẽ kết nối vào cái điện thoại smartphone và cũng giống như là điện kết nối vào gateway. Khi mình sẽ kiểm soát những cái kết nối đấy, có thể là sử dụng đi sử dụng lại trong vòng rất là nhiều lần. Và cái pin của nó là được 30 ngày. Quý vị thân mến, những chiếc vòng đeo tay như thế này sẽ kết nối với những thiết bị quản lý cách ly và khi mà tôi đi ra khỏi phạm vi quy định thì hệ thống sẽ phát ra những tín hiệu để cảnh báo. Khi mà người ta đeo vòng đi ra ngoài nó không kết nối được với cái app của điện thoại thì nó sẽ cảnh báo. Thứ hai nữa là người ta lại cầm cả điện thoại cả vòng đi ra khỏi cái vùng cách ly thì cũng sẽ bị cảnh báo. Khi mà có cảnh báo đấy không chỉ có hiển thị trên web này mà cái cảnh báo đấy sẽ gửi thẳng vào điện thoại theo kênh của app hay là theo cái cảnh báo SMS hay là email hay là Zalo. Ta có thể biết là ai đang vi phạm số điện thoại như nào và ở đơn vị cách ly nào. Và người ta có thể có những cái kênh để xử lý tiếp theo của người ta. Đây là sản phẩm phù hợp với xu hướng công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid đang bùng phát ở nước ta hiện nay. Có thể khẳng định là doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển công nghệ mới, có thể ứng dụng thực tiễn. Thiết bị có thể được sử dụng với người cách ly tập trung, người cách ly tại nhà, cho phép theo dõi vị trí và quản lý từ xa các F1, F2, từ đó giúp giảm gánh nặng cho xã hội, cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Trong thời gian tới, các kỹ sư sẽ cải tiến để sản phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn, cũng như kết hợp với các đơn vị công nghệ thông tin khác để sản xuất số lượng lớn, nhằm quản lý cách ly từ xa một cách hiệu quả và dễ dàng.